Hello, xin chào tất cả mọi người, nhất là những người quan tâm tới Đàm Vĩnh Hưng. Tôi nghĩ rằng là chắc là mọi người đã đọc cái phần anh đã viết ở trên, thì cũng có thể hiểu được một phần nào những điều Hưng muốn nói ngày hôm nay. Hello Ngọc. Tất cả những cái điều Hưng nói ngày hôm nay nó ngắn thôi, nhưng nó sẽ là những điều Hưng đã chất chứa trong tim mình, trong lòng mình rất là nhiều năm qua. Đây là một động thái xem như là để Hưng muốn cảnh báo với mọi người, để không muốn tất cả những ai trở thành nạn nhân nữa. Đối với một người, một thành viên của gia đình Hưng, vì trong suốt rất là nhiều năm qua, có thể nói là 30 năm qua, Hưng đã đối diện với cái việc này nó nhiều lắm rồi, rất rất lâu. Và Hưng khẳng định là Hưng không còn chịu nổi nữa. Những cái viễn cảnh mà người ta tới ném đồ đạc vào nhà, chửi bới hay xé quần xé áo Hưng trong tuổi thơ của Hưng ở ngoài đường đó, nó là đã bắt nguồn từ tất cả những cái việc như thế này. Ai cũng biết má Hưng là bà Trần Thị Thọ. Bà đã gây ra rất là nhiều những cái số nợ nần trong suốt nhiều năm qua, và Hưng đã phải trả nhiều lần lắm, rất nhiều lần Hưng bị kiệt sức rồi. Từ hồi bé cho tới bây giờ Hưng phải đi khất nợ, rồi làm tất cả mọi thứ để mà có thể đối diện với cái việc làm này. Tất cả các fan của Hưng đều bị dính chưởng hết, không một người nào mà không bị. Ngay cả những người khốn khó nhất, một người bán sữa đậu nành ngoài đường, hay là một người vừa mới bị tai nạn giao thông, có một số tiền người ta đền bù, cũng bị má Hưng mượn. Cái việc mượn để làm cái gì thì đó là bà, chỉ có bà có trả lời thôi. Hưng không có đồng lõa hay để mà bao che cái việc làm này được nữa. Chính vì thế ngày hôm nay Hưng quyết định phải công bố sự thật này, để cho mọi người nhớ rằng là không có trở thành nạn nhân được nữa. Vì bất kỳ một người nào tới nhà Hưng đều trở thành nạn nhân cả. Bất kỳ người nào tới đều bị lấy số điện thoại và sau đó là mượn tiền. Ngay cả những người mà việc tới để chụp cái thông Noel thôi cũng đều bị lấy số điện thoại để xin và sau đó mượn tiền hết. Hưng là nghĩ ra rất là nhiều cách để giải quyết mà vẫn không có cách nào xử lý được cả. Rất là khó cho Hưng luôn ở tâm trạng của Hưng. Khi mà đó là mẹ ruột của mình, rồi vay mượn, ai nghĩ tới Đàm Vĩnh Hưng cũng cho mượn hết, đúng không? Thấy là Vĩnh Hưng nhà to quá, rồi sẵn sàng đưa tiền cho mượn. Tất cả những điều đều nói dối hết. Hưng không có kẹt tiền, Hưng không có thiếu tiền đến mức mà phải mượn để mà làm hộ khẩu giả, làm cái giấy tờ đất này nữa kia. Tất cả là bịa đặt hết. Ngày hôm nay Hưng đã phải đối diện, Hưng suy nghĩ rất là nhiều năm qua, Hưng mới quyết định ngày hôm nay phải nói cho mọi người nghe. Báo chí biết hết chứ, tất cả phóng viên báo chí biết hết, quý vị ạ. Khán giả cũng biết rất nhiều, các fan cũng biết rất là nhiều, nhưng mà họ thương Hưng thì che giấu. Nhưng ngày hôm nay Hưng thực sự là Hưng mệt mỏi rồi, Hưng chịu đựng hết nổi rồi, Hưng phải nói ra cái điều này thôi. Để đây là một cái giải pháp cho bản thân Hưng, gia đình Hưng, anh em của Hưng, những đứa con của Hưng, và cả là một lối thoát cho chính má Hưng và cho tất cả những nạn nhân khác, để không dễ dàng trở thành một nạn nhân của má Hưng nữa. Vì có thể nói là trong vòng 10 năm qua, 10 năm, Hưng đã trả trên 20 tỷ cho con số nợ mà Hưng không trả một lúc được. Có khi Hưng phải trả làm năm trời, 2 năm trời, mỗi một người có 5%, 4% thôi, mà 40 con nợ như vậy thì 2 năm trời, 20 tháng trời mới hết. Đó. Và mỗi lần như vậy họp tới nhà Hưng 40-50 người, rất là nhiều, nhiều lắm luôn. Và người nào cũng có lý do hết trơn, và trên tay đều có một giấy nợ của má Hưng viết, ký rất là rõ ràng, hẹn ngày giờ trả, đóng tiền lời thế nào, rất rõ ràng. Đó. Và đó là những việc làm sai trái, Hưng không chấp nhận được, Hưng không sống với kiểu dơ bẩn như vậy được. Và Hưng không có đồng lõa cho việc đó. Còn ai xem cái clip này có lên án, có chửi bới, nói rằng là ồ tại sao nó đi tố cáo má nó như vậy,
Ok, Hưng chấp nhận hết. Vâng, tại vì là tất cả những đồng tiền để dành cho cái tương lai của Hưng về sau này hay cho con cái của Hưng đó đều đã ra đi hết rồi, chỉ còn cái ngôi nhà này thôi. À, vì là Hưng không thể nào để dành tiền của con mình hay của bản thân mình về già để mình trả nợ tiếp nữa cho việc làm nó một thú vui của bà Trần Thị Thọ là mẹ Hưng đó. Và quý vị biết là Hưng không thể nào mà rơi vào cái viễn cảnh là mình sẽ là một nghệ sĩ già yếu rồi bệnh hoạn bệnh tật nằm đó để chờ các đồng nghiệp của mình hát những đêm từ thiện để gom tiền giúp mình chữa bệnh. Không chấp nhận mình như vậy được đó. Và quý biết là đó cũng là lý do vì sao mà Hưng cứ đi hát hoài như vậy. Ai cũng nói Hưng nổi tiếng rồi, nhiều tiền như thế, tại sao cứ đi hát hoài vậy, ngày này qua tháng nọ, hát đêm này qua đêm nọ, không có ai hiểu được vì sao phải đi hát như vậy. Một tháng 500 triệu, 600 triệu cho những con nợ. Đó là Hưng chưa hết trả hết gói này, là một gói khác ập tới liền. Ngay cả cái việc mà cái nhà Hưng xây chậm cũng có lý do, cái việc Hưng làm cái này kế hoạch này kế hoạch kia cũng có lý do, tất cả kể cả một cái tình yêu đơn giản nhất không dám yêu ai, không dám quen ai hết, mình không có thời gian cho họ, có cái nỗi niềm xấu hổ không có dám gặp ai để yêu ai, không có đủ khả năng để bảo bọc cái tình yêu của mình, bởi vì Hưng còn phải lo trả nợ hàng tháng cho những đứa con của Hưng, em gái Hưng, là cái mạng già của Hưng về sau nữa. Mọi người có thể có người lo nhưng không có ai hết, cho nên là ngày hôm nay Hưng quyết định nói ra cái vấn đề này. Cái mục đích của Hưng là không muốn mọi người dễ dàng bị trở thành nạn nhân nữa. Hưng lặp đi lặp lại cái điều này rất là nhiều lần để quý vị hiểu, hoặc có những người chưa xem cái clip này có thể vô mà comment mà chửi bới hoặc nói rằng là đi vạch áo cho người xem lưng. Vâng, ngày hôm nay Hưng sẵn sàng vạch áo cho người xem lưng để Hưng ngăn chặn và cứu rỗi được một phần nào có thể, còn có thể cứu rỗi được, chứ mà cứ im lặng và che giấu như vậy hoài, Hưng trả nợ đến suốt cuộc đời, Hưng tới chết Hưng cũng sẽ trở thành một con nợ. Để nói mà không có trách nhiệm là cũng không đúng, và có trách nhiệm cũng không đúng luôn. Tại vì là Hưng không phải là người mượn nợ, không có mượn tiền ai, ký giấy mượn tiền ai hết. Các cô, các chú, các anh chị phải nhớ rõ điều đó. Hưng không có mượn tiền quý vị đó. Nhưng quý vị vẫn có thể tức tối tấn công, quăng ném đồ đạc vào nhà Hưng, tới chửi bới, dán giấy trước tường, làm các kiểu hết trơn á. Hưng hiểu cái hoàn cảnh, cái tâm trạng của quý vị. Bởi vì tiền ai cũng làm ra rất là cực khổ, rất là cực khổ. Đồng tiền có thể gọi là xương là máu của mình. Chỉ có những người nghiện ngập, những người cờ bạc, những người vô tâm mới xem tiền là rác, mới có thể hãm hại và mượn quý vị và tiêu xài một cách nó vô ý thức, và nó không có một chút xíu lương tâm nào cả. Đó. Cho nên là Hưng biết là ai cũng xót tiền xót bạc hết, nhưng không có ai hiểu được cái hoàn cảnh và cái nỗi lòng của Hưng, cái khó của Hưng. Một đứa con, một người nổi tiếng, một người của công chúng, ngày hôm nay phải đối diện với tất cả những sự thật như thế này. Đó. Để mà nói ra được, Hưng phải dằn vặt và chịu đựng rất là nhiều năm rồi, nhiều năm lắm. Ngay cả khi nổi tiếng vài năm nay thôi, Hưng đi hát mà các anh chị giang hồ đứng ngay tại vũ trường để lấy tiền liền lập tức luôn. Đó là những câu chuyện có thật. Ngay cả việc mà hồi xưa Hưng có kể trên báo chí rằng là Hưng hát, Hưng làm tóc, Hưng đi làm tóc mà chủ nợ đứng ngay trước cửa tiệm uống cái đầu nào ra có được 100 ngàn là người ta lấy liền lập tức luôn. Đó là có thiệt. Người ta xé áo Hưng ngoài đường là có thiệt. Là những cái việc này 30 năm nay rồi. Sau lưng Hưng là hình ảnh của ba Hưng, một người cũng đã từng chịu đựng rất là nhiều, chịu đựng nhiều lắm, cố tình để hình của ba Hưng ở sau lưng để Hưng nói tất cả những gì là thật nhất.
không cần phải giấu giếm, không cần phải scandal, không sợ người ta sẽ nói xấu hoặc là tấn công mình, chẳng sợ nữa. Cái Hưng cần nhất là Hưng cứu cái gia đình của Hưng, và Hưng muốn cảnh báo mọi người không ai bị rơi vào cái cảnh mà lầm than mà mượn người này mượn người kia để vì một chút xíu tiền lời để giao cho má Hưng, để thành nạn nhân của những người khác nữa. Cái hố sâu này nó sâu lắm rồi, không còn chịu đựng được nữa. Hưng phải bán rất là nhiều thứ. Quý vị biết Hưng ở trong một ngôi nhà mà giống như ở quận 8, quận 4, những cái nơi mà ổ chuột nhất. Cửa kính 2-3 lớp, vì tất cả những cửa Hưng đều bị mở hết. Nhớ lúc Hưng đi Mỹ xa đều có người vào khóa hết, mở hết tất cả các cửa, két sắt mở được hết. Đó là một nỗi nhục ê chề rất là lớn. Ngày hôm nay Hưng phanh phui hết. Dẫu kết quả như thế nào Hưng cũng sẵn sàng đón nhận. Một người từ con số 0 như Hưng đó, để lên tới giờ phút này thì Hưng không phải là cái người bình thường đâu. Nói thiệt, cửa nào Hưng có thể đụng tới được hết. Muốn đen có đen, muốn đỏ có đỏ, kiểu gì Hưng có thể chơi được hết. Nhưng mà thực sự Hưng không giải quyết được nổi một cái khối u này, cái chuyện cá nhân mình, gia đình mình. Hưng có thể sẵn sàng mua một cái ngôi nhà ở một chung cư nào đó để cho má Hưng ở riêng chứ. Nhưng sao? Nhưng nơi đó cũng sẽ trở thành một bãi nợ mới liền lập tức luôn. Hưng không dám. Nó đưa má Hưng sang Mỹ để giữ bên đó. Nhưng rồi vì năn nỉ, ỉ ôi, khóc lóc, van xin, cạo đầu, hứa hẹn. Rồi ngay cả Hưng làm đưa má Hưng về Mỹ chỉ vì một lời cầu xin của đứa con gái của Hưng thôi, em gái Hưng. Nó viết trong cái thư cách đây 9 năm, một lá thư gửi cho ông già Noel, mong là cho ba mẹ con có việc làm, mong cho ba Hưng có khỏe mạnh, và mong thấy bà ngoại con trở về ở trong nhà này. Hưng đã âm thầm mua một cái vé đưa má Hưng về, giấu ở trong cái phòng của bà. Và tới buổi tối tiệc Noel, Hưng kêu con gái đọc lá thư lần nữa đi. Thì nó đọc lại hết. Ba nói má nó có việc làm, thì Hương nói là con nhìn xuống dưới đường đi. Thì nó mở cái màn, nó nhìn ra có một chiếc xe hơi cho ba đó lái xe im sống. Hương nói con đọc tiếp và mong muốn ba Hương khỏe mạnh, thì ba Hương đang có mặt ở đây khỏe mạnh với con. Và cái điều tiếp theo con muốn là gì? Con muốn bà ngoại trở về. Con mở cửa phòng thì có bà ngoại không? Mở cửa phòng ra thì bà ngoại xuất hiện, và nghĩ đó là món quà lớn nhất có thể làm được cho gia đình Hương. Hương chỉ có ba mẹ con thôi, và cho con gái của Hương. Thế nhưng mà cái sự tha thứ buông tha Hương không có, cứ tiếp tục năm này qua tháng nọ đè nặng lên Hương, dằn vặt Hương, và những chủ nợ cứ tới làm khó gia đình Hương. Cho nên năm nay ngay cả cái việc mà Noel Giáng sinh là cái thứ vui duy nhất ở trong tuổi thơ của Hưng đã kéo dài cho đến giờ phút này. Năm nay Hưng phải hủy bỏ, Hưng dựng lên hết rồi đó. Hưng xây núi đá, Hưng làm tất cả mọi thứ, mua đồ về. Hưng phải dẹp đi vì là không thể nào mà vui, không thể nào diễn hay xạo được với bản thân mình, đặc biệt là với những người chủ nợ. Người ta đang đau khổ như thế mà mình trang hòa, mình vui chơi như vậy, mà cái số nợ ở đâu? Ngay chính trong ngôi nhà này, ngay chính trong cái nơi mà họ đang trang hòa sung sướng như vậy đó, là không đúng, không đúng thế nào cả, không công bằng với cái người người ta đang gặp khốn khó bởi vì mẹ mình gây ra. Cho nên là Hưng quyết định dẹp, không có làm hang đá, không có trưng diện, không có bày biện gì ra hết cả. Cho nên là cảm ơn bé Ngọc, anh không chịu nổi, không chịu nổi thiệt sự. Cũng cứng rắn lúc đầu lắm, cũng suy nghĩ rất là kỹ rồi mấy việc định làm cái việc này. Bé Ngọc ơi, nó nhiều năm lắm rồi. Thì nói tiếp cái việc mà thậm chí khi mà Hương có thể liên hệ bất kỳ một trại giam nào để có thể đưa má Hương vào đó, thậm chí có thể
nói thẳng luôn, có thể dùng quan hệ và dùng tất cả mọi thứ có thể được đánh đổi được tiền bạc, có thể cho bà ở một cái trại lán ở trên đó riêng biệt. Nhưng mà sao phận làm con, nhiều khi nghe một cái tin cho nó báo về bà bị giật kinh phong hay là tăng xong huyết áp cũng phải xách đít chạy lên nữa. Cho nên là trăm ngàn thứ khó khăn đúng không, kiểu gì cũng khó, không làm được khó lắm. Mà nếu mà mọi người để ý kỹ, trong suốt gần 1.000 bài hát mà Hương từng hát, Hương chỉ hát đúng có một bài về mẹ thôi. Hương có lý do để hát bài đó, Hương chỉ muốn má Hương nghe được bài đó và ăn năn, đừng có tiếp tục gây nợ ra nữa. Nhưng mà không ăn thua chứ, không có. Nhiều cách lắm rồi. Hương năn nỉ, Hương nói nhặn, nói nhẹ các kiểu hết trơn. Người ta tới làm khó gia đình, một bầy giang hồ xăm mình đầu gấu tới nói chuyện xông vô nhà các kiểu, Hương cũng tiếp được hết. Camera đặt khắp nơi, kiểu gì cũng không đối phó được cả. Hương thực sự là mệt mỏi lắm rồi, Hương không muốn như vậy nữa. Cho nên đây là cái lời cảnh báo rất chân tình của Hưng để tất cả những ai phía sau này nữa, từ ngày hôm nay trở đi đừng bao giờ nghe lời dụ dỗ hay nói ngọt ngào, hay đừng tin bất kỳ một chữ nào của má Hưng cả. Còn những ai quen biết của Hưng xem cái này, làm ơn share giùm Hưng cái link này đi khắp mọi nơi, kiểu nào cũng được để chặn lại. Nó giống như một con nghiện vậy đó, bây giờ mình chấp nhận phải đưa người thân của mình cai nghiện hoặc vô tù để còn may ra giữ lại được một chút nào đó gọi là người thân của mình, chứ còn bưng bít như vậy sẽ không đi tới đâu được hết, không giải quyết được gì hết. Vâng, khó vô cùng, khó dễ sợ. Đây là cái ca khó nhất mà cuộc đời Hương phải nói không. Hương chưa bao giờ gặp cái gì mà phải đầu hàng cả. Đây là cái việc mà Hương quyết định phải đánh trận này, nó rất là nặng đối với Hương. Những gì Hương cần nói đã nói hết rồi đó. Thì ngày hôm nay Hương quyết định, Hương thức nhiều đêm, Hương suy nghĩ lắm lắm rồi. Cảm ơn mọi người đã thấu hiểu, lắng nghe, và cảm ơn cả người đặc biệt, một cái ân nhân lớn của Hương. Trong những lúc mà Hương rơi vào vực thẳm nhất, người đó đã xuất hiện, đã vớt cả gia đình em lên trên cái bờ vực thẳm. Để tận kiếp sau sẽ không bao giờ trả hết nổi cái ơn này. Cảm ơn những người ở gần Hưng, anh Mỹ, chị Hồng, Việt Thanh, Tin, Kim, cả công ty, là những người đã biết chuyện của Hưng trong suốt nhiều năm qua như vậy, nó phải chịu đựng rất là nhiều cùng với Hưng. Mỗi khi mà nó có cái sự cố gì nó xảy ra, nó kéo theo những cái cuộc trận cãi vã hay là chửi bới hay dằn mặt mọi người. Cảm ơn sự chịu đựng đó cùng với Hưng rất là nhiều. Nếu như làm cái gì đó để có trả ơn được cho mọi người, Hưng sẵn sàng làm cái gì cũng được để trả ơn mọi người. Thì sẵn sàng. Biết là cái hình ảnh của mình đang rất là xấu và chưa bao giờ để cho công chúng thấy mình đó thảm hại như thế này, nhưng mà hết cách rồi.
hết cách rồi, phải làm như vậy thôi. Dù sao thì cũng phải nói cảm ơn má đã sanh con ra. Cũng xin lỗi má, con phải làm như vậy, con hết cách rồi. Xin lỗi, có lẽ đây là cái phần số của Hưng. Còn để nói mà ông trời cho Hưng nhiều thứ quá rồi lấy lại một phần nào đó, thì đây là cái phần mà ông trời đã lấy đi của Hưng. Một cái thứ hạnh phúc bình thường thôi, ai cũng có hết, không có. Một con gà, một con chó, nó cũng có thể có được cái sự âu yếm của mẹ đó. Thật sự là lớn, quá lớn. Cái phần này lớn lắm khi ông trời ông lấy lại của Hưng. Nếu để nổi tiếng mà mất cái này, không nổi tiếng đâu. Xin lỗi.